Tim Châu Phi hạ cánh về bản lành Angola qua Levelock lộ bí mật từng cho Thủy Tiên ăn cú lừa. Sau chuyến bay dài, Tim Châu Phi hiện đã đáp cánh tới sân bay về với bản lành Angola cùng quả Levelock. Tuy nhiên, nam YouTuber xứ Nghệ bất ngờ bị fan bóc mẽ một bí mật cất kỹ bấy lâu nay. Mới đây, Hùng KK, thành viên Tim Châu Phi đã chia sẻ hình ảnh đáp sân bay quay lại bản lành Angola sau thời gian ở Việt Nam đón Tết và làm việc. Có mặt tại sân bay, Quang Linh Vlog Liên Đùa và các anh em đã cùng nhau ra đón mọi người. Trên trang cá nhân, Quang Linh cũng hào hứng chia sẻ khoảnh khắc tại sân bay cùng Liên Đùa. Tuy nhiên, trong ảnh dân tình bất ngờ bóc mẽ chiều cao thật sự của anh chàng. Cụ thể, Quang Linh đã quyết ăn thua đủ, đứng nhón chân để có thể cao bằng Liên Đùa. Bên dưới bình luận, dân tình thích thú nhắc tên Thủy Tiên cho rằng Liên Đùa chỉ đang giúp Quang Linh luyện tập nhón chân trước khi về Việt Nam hội ngộ chụp ảnh cùng Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Vốn được mệnh danh là Lương Xứ Nghệ, Quang Linh trước đó cũng bị dân tình bốc mẽ về việc từng cho Thủy Tiên ăn cú lừa. Có lẽ không ai là không nhớ đến khoảnh khắc nổi đình nổi đám của cặp đôi khi ngồi trên xe thùng di chuyển tại Angola. Thậm chí khung cảnh còn được ví von hệt như trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Đây là lần đầu ngồi xe thùng nên Thủy Tiên khá bỡ ngỡ và mất thăng bằng. Đáp lại, Quang Linh khi đó được cho là đã la lớn nhờ tài xế chạy chậm lại bằng tiếng Angola. Tuy nhiên, trong một đoạn clip được Quang Linh chia sẻ trên YouTube mới đây, dân tình đã phát hiện ra câu nói mà Quang Linh nói trên thùng xe lại được anh chàng dùng trong hoàn cảnh hối mọi người. Nhanh lên, nhanh lên. Từ đó có thể truy ra, câu nói Quang Linh nói trên xe cùng với Thùy Tiên thực chất là hối tài xế chạy nhanh hơn để chọc ghẹo nàng hậu, chứ không phải là nhờ tài xế chạy chậm lại. Dân tình hiện vô cùng bất ngờ khi phát hiện sự thật, và có lẽ chính Thùy Tiên khi biết được có lẽ sẽ khá cay cú về việc Quang Linh cho ăn cú lừa gần một năm qua. Đầu năm 2023, các thành viên Tim Châu Phi gồm Tiến Nguyễn, Hùng Cả Ca, Linh Philip và Bé Điệp đã về Việt Nam để đón Tết. Về phía Quang Linh, anh vẫn ở lại tại Angola. Được biết, vì giấy tờ chưa hoàn thành kịp, lôi con trở về Việt Nam sau cùng Quang Linh và Linh Đùa. Tuy nhiên, sau khi các anh em trong team quay lại Angola, Quang Linh Vlog cùng Linh Đùa và bố lôi con sẽ lên đường về Việt Nam. Trước đó, Quang Linh cho biết không về Việt Nam vì công việc tại trang trại rất nhiều nên cần có người ở lại để quản lý. Chính vì vậy, chàng trai xứ Nghệ đã quyết định ở lại trang trại và đợi khi Tim Châu Phi quay lại làm việc sẽ lên đường về Việt Nam. Rồi sau đó khởi hành sang Pháp cùng Thùy Tiên. Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ khoảnh khắc Quang Linh, Linh Đùa và bố lôi con đặt chân về tới Việt Nam. Nam YouTuber xứ Nghệ cũng cho biết giấy tờ của lôi con đã hoàn thành và sẵn sàng cùng Tim Châu Phi khám phá vùng đất hình chữ S. Quang Linh hé lộ, chuyến đi này anh sẽ tạo điều kiện để anh em Angola có thể du lịch trải nghiệm văn hóa của Việt Nam. Về phía các thành viên Tim Châu Phi, tại Việt Nam vừa qua, mọi người đã có hoạt động vô cùng ý nghĩa khi cùng Hoa hậu Thùy Tiên xây trường học cho trẻ em vùng cao. Những ngày qua, Thùy Tiên cùng Tim Châu Phi đã chính thức khởi hành chuyến hành trình điểm trường yêu thương. Được biết, đây là dự án xây trường học cho trẻ em vùng cao mà Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 cùng Tim Châu Phi đã ấp ủ thời gian qua. Điểm đến đầu tiên của nhóm là tiểu học Xíu Hồ, xã biên giới Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Sau khi khảo sát, Tim Châu Phi cùng Thùy Tiên đã quyết định xây trường ở điểm có nhiều em theo học nhất. Trong chuyến hành trình, Thùy Tiên cùng Tim Châu Phi đã có những phút giây vui vẻ và thân thiết với nhau. Ngay sau đó, Quang Linh Vlog cũng xuất hiện và trò chuyện cùng mọi người. Được biết, số tiền để xây trường học này do Thùy Tiên và Quang Linh Vlog gây quỹ được từ những buổi livestream của cả hai thời gian qua. Trước đó, cả hai gây sốt khi cùng nhau đồng hành trong hành trình thiện nguyện tại Châu Phi. Thời gian tới, người hâm mộ hy vọng Quang Linh sẽ sớm sắp xếp ổn thỏa công việc tại Angola để về Việt Nam thăm người thân cũng như hội ngộ nàng hậu Thùy Tiên. Hiện tại, dân tình ai cũng háo hức chờ đến ngày nam YouTuber nổi tiếng cùng các anh em Châu Phi về Việt Nam.